Theo Điều 39, Luật Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả, phương tiện thiết bị thuộc danh mục dán nhãn năng lượng phải được dán nhãn trước khi đưa ra thị trường. Để giảm thiểu thời gian và chi phí của doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng cũng như thuận lợi trong quản lý nhà nước, Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp ưu tiên thực hiện thủ tục đăng ký dán nhãn trực tuyến và nộp hồ sơ tại địa chỉ http://dannhannangluong.dvcct.gov.vn. Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng đến Bộ Công Thương, doanh nghiệp được tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong giấy công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký mà không cần đợi cơ quan quản lý xác nhận đã nộp hồ sơ. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin đã công bố trong giấy công bố dán nhãn năng lượng và thông tin hiển thị trên nhãn năng lượng.